Tử Vi tuổi Ất Tỵ 1965 tháng 12 âm lịch. Chào mừng quý anh chị và các bạn đã đến với chương trình Tử Vi hàng tháng của 12 con giáp trên kênh Phong Thủy Gia Cát. Lời đầu tiên xin kính chúc quý vị luôn gặp nhiều may mắn và sự hanh thông trong công việc cũng như cuộc sống hàng ngày. Quý vị thân mến, ai trong cuộc sống cũng mong muốn mình gặp được nhiều may mắn, tận hưởng cuộc sống bình yên bên người thân yêu. Có người từ nhỏ đến lớn luôn gặp khó khăn, dù họ cố gắng cách mấy cũng không cải thiện được bao nhiêu. Tuy nhiên, tử vi học có nói không ai giàu ba họ, cũng chẳng ai khổ ba đời. Mọi công sức bỏ ra đều được đền đáp xứng đáng vào một giai đoạn nhất định trong cuộc sống. Quan trọng, chúng ta luôn biết cố gắng với mục tiêu mình đã đặt ra. Lạc quan, thận trọng, cuộc sống hiện tại thì sẽ đạt được những thành quả như bản thân mình mong muốn. Tử vi tháng 12 âm lịch chỉ ra rằng tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 vào tháng này sẽ gặp khá nhiều may mắn trên mọi phương diện. Để biết được vận trình cụ thể của người tuổi Ất Tỵ, những cơ hội, khó khăn và các phương án hóa giải, mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi video dưới đây. Tổng quan tháng 12 âm lịch năm 2020. Tháng 12 âm lịch được bắt đầu từ ngày mùng 1 tháng 12 và kết thúc vào ngày 30 tháng 12 âm lịch, từ ngày 13 tháng 1 đến ngày 11 tháng 2 dương lịch. Tháng Kỷ Sửu có nạp âm là Phích Lịch Hỏa, tháng Sửu Lục Hợp Tý, Tam Hợp Tỵ và Dậu Thành Kim Cục, Xung Mùi, Hình Tuất, Hại Ngọ, Phá Thìn, Tuyệt Mùi. Đối với những người Ất Tỵ, trong tháng 12 âm lịch này sẽ cần tránh các ngày. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 3 tháng 12, từ ngày 15 tháng 1 dương lịch có nạp giáp là Quý Hợi. Thứ hai là ngày âm lịch 15 tháng 12, từ ngày 27 tháng 1 dương lịch có nạp giáp là Ất Hợi. Thứ ba là ngày âm lịch 27 tháng 12, từ ngày mùng 8 tháng 2 dương lịch có nạp giáp là Đinh Hợi. Đây là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Ất Tỵ. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý. Tốt nhất, không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, tiêu tiền vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Đồng thời, để công việc thành công, may mắn, kích công danh, tài lộc, tình duyên, các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang, pháp bảo. Nếu mang vật phẩm bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, đồng thời sẽ hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra, còn có các ngày tốt đối với người tuổi Ất Tỵ trong tháng 12 âm lịch năm Canh Tý 2020. Thứ nhất là ngày âm lịch 12 tháng 12, từ ngày 24 tháng 1 dương lịch có nạp giáp là Nhâm Thân, có nạp âm là Kiếm Phong Kim. Thứ hai là ngày âm lịch 24 tháng 12, từ ngày mùng 5 tháng 2 dương lịch có nạp giáp là Giáp Thân, có nạp âm là Truyền Trung Thủy. Đây là hai ngày cắt lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, hoặc có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Tổng quan tử vi tuổi Ất Tỵ 1965 tháng 12 âm lịch. Kỵ âm thổ gặp tỵ âm hỏa nên gọi là thực thần, nghĩa là thân bị sinh xuất tiết, mất khí, nên trong tháng này các gia chủ tuổi Ất Tỵ nên hết sức chú ý và cẩn thận trong mọi công việc. Tháng này, các gia chủ Ất Tỵ sẽ cần chú ý ngày âm lịch mùng 3 tháng 12, từ ngày 15 tháng 1 dương lịch, có nạp giáp là Quý Hợi. Đây là ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ Ất Hợi sinh năm 1965. Trong ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý. Tốt nhất, không nên thực hiện những công việc quan trọng như nhập trạch, động thổ, tiến hành hợp tác, làm ăn. Nếu muốn tiến hành, cần tham khảo kỹ càng
ý kiến từ các chuyên gia phong thủy. Để may mắn và thuận lợi hơn, những gia chủ tuổi Ất Tỵ nên mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Vật phẩm sẽ giúp gia chủ kỵ tà, hoàn sát, chiêu phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh. Sự nghiệp của tuổi Ất Tỵ. Vì tuổi Tỵ nằm trong tam hợp với Sửu, mà tháng 12 tháng kỷ Sửu, nên những người tuổi Tỵ sinh năm 1965 hoàn toàn có thể mong đợi sự phát triển khởi sắc của sự nghiệp. Tuổi Ất Tỵ sẽ trở nên khá may mắn trong hầu hết mọi khía cạnh. Tháng này, sự nghiệp của Ất Tỵ sẽ tương đối ổn định. Các nhà lãnh đạo sẽ đánh giá cao những nỗ lực của bạn. Vì vậy năm nay, sự nghiệp sẽ tăng lên đều đặn. Sự phát triển ổn định của sự nghiệp sẽ mang lại may mắn về tài lộc. Các khoản đầu tư vào thời gian rảnh rỗi cũng sẽ tăng thêm thu nhập. Tuy nhiên, quý gia chủ cũng không thể quá ngông cuồng và lãng phí. Sự nghiệp của tuổi Ất Tỵ có những bước tiến rõ ràng trong khoảng thời gian đầu tháng. Tuy nhiên, quý gia chủ sẽ phải tham gia vào nhiều buổi tiệc tùng, tụ tập. Vì thế, cần phải giữ đầu óc tỉnh táo để không ảnh hưởng tới chất lượng công việc. Để kích hoạt sự nghiệp ngày càng phát triển, hóa giải vận hạn không may mắn, đạt được thành công, khuyên gia chủ nên sử dụng ngay vật phẩm phong thủy, minh quang, pháp bảo. Vật phẩm có tác dụng kỵ tà, hóa sát, chiêu phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Đặc biệt, vật phẩm còn giúp cho công việc làm ăn của gia chủ được hanh thông, thuận lợi, thành công trong sự nghiệp một cách vượt trội. Về tài lộc của tuổi Ất Tỵ, xem tử vi tháng 12 âm cho thấy rằng tuổi Ất Tỵ không cần quá lo lắng về con đường tài lộc. Bản mệnh có thể gặp may mắn về tài lộc, sự phát triển ổn định của sự nghiệp sẽ mang lại may mắn và các khoản đầu tư thực hiện sẽ được đền đáp. Nhưng đừng ngông cuồng và lãng phí, quý gia chủ có thể có một khoản chi tiêu lớn trong năm nay để mua một ngôi nhà hoặc một cái gì đó khác. Thời điểm này, cơ hội tài lộc khá nhiều, bản mệnh nên chú ý để nắm bắt thời cơ, chớ nên để thời cơ trôi đi quá nhanh mà bản thân còn đang mù mờ về bước đường phía trước. Bản mệnh nên năng làm việc thiện, có thể từ đó sẽ có thêm nhiều cơ hội để mở rộng các mối quan hệ, có thể hợp tác được thêm với nhiều người để tăng thêm thu nhập. Cho đi là nhận lại, hãy làm việc thiện với cái tâm trong sáng, chớ vì mục đích cá nhân mà tính toán quá mức sẽ lợi bất cập hại. Để may mắn và thuận lợi, những gia chủ tuổi Ất Tỵ nên mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang, pháp bảo. Vật phẩm sẽ giúp gia chủ kỵ tà, hóa sát, chiêu phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh, tình cảm và gia đạo. Chuyện tình cảm tuổi Ất Tỵ trong tháng 12 âm lịch có dấu hiệu phát triển khá tốt đẹp. Người độc thân chinh phục được ánh mắt của bạn khác giới trong những buổi tụ tập bạn bè nhờ bản tính cởi mở và hài hước. Bản mệnh sẽ quen được với những người bạn chân thành, có cơ hội tìm được người như ý muốn. Còn với những tuổi Tỵ sinh năm 1965 đã có gia đình thì bản mệnh cần giao tiếp nhiều với bạn đời và lắng nghe nhau. Trong tháng 12 âm lịch này, gia đình sẽ gặp những xích mích, cãi vã, tranh luận giữa bố mẹ và con cái. Là người chủ gia đình, hãy bình tĩnh, tìm cách giải quyết vấn đề tồn đọng, thấu đáo nhất, tránh làm sức mẻ tình cảm của gia đình. Để chuyện tình cảm diễn ra theo ý muốn cũng như san sẻ, yên ổn, các gia chủ tuổi Ất Tỵ nên mang bên mình vòng tam giác khai vận, Tỵ, Dậu, Sửu. Vòng tam giác khai vận của kênh phong thủy Gia Cát được hầu hết các thầy phong thủy sử dụng làm vật phẩm hộ thân, chiêu quý nhân, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại và là vật phẩm phong thủy cực kỳ hiệu quả trong việc kích tài lộc cho gia chủ. Về sức khỏe của tuổi Ất Tỵ, những người sinh năm 1965 sẽ có sức khỏe tốt trong tháng 12, sự nghiệp trôi chảy, cảm xúc ổn định và tập thể dục thường xuyên sẽ góp phần vào sức khỏe tốt. Nhưng phải tránh xa rượu và thuốc lá do năm nay sự giao thiệp xã hội gia tăng, có thể yêu cầu hút thuốc và uống rượu nhiều hơn. Cho dù sức khỏe của quý gia chủ có tốt đến đâu, hút thuốc và uống quá nhiều có thể phá hủy cơ thể. Vì vậy tốt hơn hết nên cắt đứt hoặc giảm dần giao tiếp xã hội và chăm sóc cơ thể tốt hơn. Quý gia chủ cũng cần chú ý các bệnh về dạ dày, đại tràng, cố gắng hạn chế sử dụng các chất kích thích để bệnh không nặng hơn. Ngoài ra, quý gia chủ nên thường xuyên đi chùa để giữ được tâm thế thanh tịnh, thoải mái và hãy chăm chỉ tập luyện thể dục
thể thao, năng nói chuyện, tâm sự, chia sẻ với mọi người để giải tỏa những áp lực mà mình đang phải gánh chịu. Để tăng cường sức khỏe, những người tuổi Ất Tỵ cần mang bên mình vòng tam giác khai vận Tỵ, Dậu, Sửu. Vòng tam giác khai vận của kênh phong thủy Gia Cát được hầu hết các thầy phong thủy sử dụng làm vật phẩm hộ thân, chiêu quý nhân, hóa giải thị phi, tiểu nhân ham hại và là vật phẩm phong thủy cực kỳ hiệu quả trong việc kích tài lộc cho gia chủ. Trên đây, kênh phong thủy Gia Cát vừa chia sẻ với anh chị về vận trình tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965. Nhìn chung mọi phương diện đều khá ổn định. Những gia chủ tuổi Ất Tỵ là người nhạy bén, thông minh. Tuy nhiên, sự nhanh nhẹn ấy lại khiến bản mệnh rơi vào cảnh xôi hỏng, bỏng không, làm nhiều mà hỏng nhiều, thất thoát nhiều, tiền bạc trong tháng 12 âm lịch. Để may mắn, thành công, các gia chủ nên mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Pháp khí được coi là vật phẩm hoàn hảo, chứa đựng linh khí trời đất, được hồi tụ bởi những tinh hoa, Phật pháp, cùng sự chất lọc những tinh túy, linh thiêng của đất trời, chứa nguồn năng lượng, xua tan được tà ma. Đây chính là những nghiên cứu được các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt lồng ghép vào trong đó. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Để được hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề trạch cát, sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc của quý anh chị thực hiện trong tháng hoặc tử vi 12 con giáp trong từng tháng, đặc biệt là những gia chủ tuổi Ất Tỵ trong tháng 12 âm lịch này, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại hoặc có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong những video tiếp theo.